Rồi, chào buổi chiều ngày 4 tháng 5 2023 anh em cô chú ơi. Mời anh em cô chú vô ly tà móc câu cái này, tiếp tục cái xe mà rim Thái nó còn dang dở là mấy món mà hổm chưa kịp quay anh em cô chú. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc anh em cô chú ơi. Cảm ơn anh em cô chú đã chốt hết chiếc xe rim Thái. Không còn mấy cái món mà đăng lên mua hết rồi anh em ơi. Anh em thông cảm, cái máy cũng bay luôn rồi, hết máy luôn rồi anh em cô chú. Còn số đồ mấy món hầm chưa quay như là cái sườn bộ giấy chưa quay anh em cô chú. Mà bộ giấy này mình tâm đắc lắm, nó đẹp. Nó đẹp một cách kỳ cục kẹo lắm anh em cô chú. Anh em không mua bộ giấy này mình cũng lưu kho để dành kỷ niệm chơi. Sau này có khi nào ở không mình sẽ dọn lại kim thái chơi. Mà nó quá đẹp, quá căng như thế này. Hàng này lưu kho đấu cúp xe 1 là thời gian nào cũng họ cũng yêu chuộng, cũng quý nó hết anh em của chú. Bảo đảm với anh em là rim Thái không bao giờ lỗi thời, y như sau này, y như 67. Mấy hàng này mình không bao giờ ngại lưu kho chơi. Mà anh em cô chú nào có duyên thì mình sẽ sang lại cho anh em cô chú là 15 triệu bao rút hồ sơ. Đó. Giấy nè. Giấy là số số sườn. Anh em thấy đường đọc anh em cô chú ơi. Anh em cô chú chụp lại chứ nhìn không thấy số sườn, là số sườn nó 80 đầu nè anh em cô chú. 8081932. 8098 1932 anh em thấy không? Số sườn rõ ràng. 8081932 anh em cô chú. Từ chân tới đầu luôn anh em thấy không? Để một hơi quay xa cái sườn cho anh em cô chú xem. Chứ còn một số anh em cào men nói tùm lum hết là mình bán giá không cao, nhưng mình không, mình có lời là mình vui rồi. Có lời mà bán được đồ giá rẻ cho anh em vui. Như giờ điển hình như bây giờ để quay sơ qua cái dòng cá như cặp bánh này bán cho ông anh 2,5 triệu luôn cốt. Có một anh giờ anh chia lại anh là anh nói 2,5 triệu là anh lấy cho cặp đùm này với cốt thôi, anh tặng mình vỏ ruột liền. Anh em thấy nó tắn nè. Trời ơi cái đùm đó nè, trời ơi cái nè. 2,5 triệu xứng đáng không anh em? Họ mua mình cặp đùm 2,5 triệu, nếu anh có bán lại thì anh bán. Có số anh em mua đồ chiếc này có lời nha, nhưng mà mình bán rồi mình không có nói tới nó lui với cái cùi dĩa nè. Bán anh 300 ngàn, giờ họ mua lại 600 luôn nè. Tới đây họ mua, họ kêu anh bây giờ nếu mà cho số tài khoản họ chuyển liền cho anh. Tại đồ mà bán ra họ mua lại gấp đôi cha. Rồi cái đụng tao mới đẹp nè anh em. Tấn phiếu vậy đó. Đó. Chân ba với phuộc anh em thấy nè. Rồi con ốc, con ốc đầu phuộc nè anh em cô chú. Mực màu xanh nè, chưa có vệ sinh á, ở ti nữa nè. Cái ống găng nè anh em. Trời ơi. Nó làm như 2016 anh em cô chú ơi. Còn cái bình xăng con nữa, bình xăng con bán full bình xăng luôn 2 triệu mà bây giờ người ta mua lại cái bình không là 2,5 triệu, người ta tặng mình cái co với cái bao tử. Đó, ông anh có bán lại thì ông anh bán. Ghi đông nè, chưa có vệ sinh đó nè. Dây điện nè. Những cái món đồ mà đưa ra anh em than mắc chứ đều bán lại có lời hết nha anh em cô chú ơi. Anh em thấy cái gấp 2 triệu nữa. Cho anh em coi cái gấp 2 triệu mà bây giờ lấy cái gác chân này ra bán cũng ấy thôi, để tặng anh luôn, ông tin tưởng mình. Để gác chân gấp mình bán, mà gác cái gấp không là 2 triệu á, nhưng mà mình không có tháo cái chữ Y này ra với cái gác chân nha anh em. Cái gấp nó không có một tí gì xét, cái ông này là vua mở bò luôn anh ơi, mấy anh ơi. Mở bò không gì đâu có mục nổi, ở xe mở bò. Xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Cái cây ngang này anh em coi không có một tí gì xét mé dưới nè. Đây là mé dưới nè hen. Anh em thấy nè, mở bò gì sao xét được. Mua cái này chắc cú thiệt chứ. Ôi, mấy anh la làng không đồ đó vậy mà mấy anh la mắt cẩn vàng gì đâu. Mấy anh nói cái gì đâu không, cào phím lung tung. Người ta bán lại gấp đôi giá luôn, người ta còn không chịu bán. Rồi, vô cái bình xăng này là bán cái thùng xăng 300 ngàn tặng cái cản. Thùng xăng quay nhỏ anh em cô chú. Cản ngon lành nha, không có phải tặng mà bậy bạ anh em, cứ ngắt. K
chắc cứu cứng nhắc ngon lành. Thùng xăng nè, thùng xăng cái nắp nó hơi tối nhưng không, nhưng mà không có một lủng sơn ghi đẹp nha. Báo xăng đồ ghi tân nè, báo xăng này có cái tam giác nè, cái bát thì lô rồi anh em chú, bát lô. Mới bốc anh em gã xe rút kinh nghiệm cái móc này ghi ta, móc thì không cả tâm ngàn. Gã xe rút kinh nghiệm phải tháo tới cái bình xăng con anh em, tháo ngang hông gì bỏ lại cái lượt xăng mất tiêu rồi. Đúng không? Lượt xăng với khúc nữa mất tiêu rồi, bán lỡ mất cái đó bán rẻ cho anh em 300 ngàn cái bình xăng, thùng xăng. Nó thùng xăng gồm có ống vậy nó có báo, có nắp luôn tặng theo cái cản. Quay nhỏ nha anh em. Tiếp theo cái đồng hồ quay nhỏ nè anh em cô chú, 500 mà bán anh em 400 ngàn là lý do là nó hơi bẩn tẩn ở trong nè. Anh em nào vì vệ sinh cái đồng hồ này phải thật là cẩn thận, quơ quơ cái cọ đừng có đụng cái kim nha anh em, đụng là rụng liền. Mấy anh em nào mà mượn mấy em thợ thì tôi không nói làm gì, thợ họ hay lắm. Mấy anh ông anh mà hồi xưa từng vệ sinh mấy cái kiến đèn mang sông và thời Pháp á, y tân vậy nó đụng tới cái tim nó là rụng liền. Anh em làm sao mà tưởng nghĩ như là hai cái kim này giống như cái tim đèn mang sông. Lấy cọ quét đừng đụng nó thì đụng nó là kể như cái đồng hồ phá sản luôn. 400 thôi anh em, 400 ngàn là lý do là nó đẹp. Nó mờ đó nhưng mà cái chui điện không đứt. Kim xăng, kim đa tơ mét nhảy ngon lành. Vậy mà anh em kêu chụp hình cái gì nữa, chụp tôi chụp hình tôi bán là 500. Tôi rửa sạch lại. Quay về ngon lành chết luôn. Hồi xưa giờ chụp khoảng 1.000 bôi hình bán được món đồ. Cho nên mình cử kiên luôn cái vụ đó anh em thông cảm ơi. Được anh em mua ủng hộ giùm. Đợi chút xíu khách đây đang quay phim chút em gọi lại. Rồi cái ổ khóa quay nhỏ nè, ai mua đồng hồ kèm theo luôn ổ khóa vuông. Còn mới căng đó anh em 100 ngàn. Quay nhỏ chìa vuông nè anh em có chút. Chìa vuông anh em thấy biết rồi, rút ra hơi quên nhét vô mất cái chìa nữa. Rồi cái bát yên này 3 sĩ 300 ngàn anh em có chú, cao su đầy đủ luôn. Giáo sư này cũng kỹ thiết ghê không, cái này nhét mở bò rồi vô. Bát màu nó màu gam ghiên còn anh em. 300. Rồi cái điểm nhấn của video này là cái chống nghiêng anh em cô chú. Cái chống nghiêng này bán anh em cô chú 1.200.000. Xíu gọi lại cho anh em. Có dịu nữa mình sợ mấy ông shipper cũng gọi cũng tội nghiệp anh em cô chú nhận hàng không được. Đợi xíu mình sẽ gọi lại bấm ngừng lại mình quay tiếp anh em ơi. Rồi tiếp cái chống nghiêng. Cái chống nghiêng này là 1.200.000 anh em coi nè, nó không có làm đồng gì ta ha. Có nước sơn này nó làm như có dậm dậm lại hai lớp nè anh em. Anh em coi kỹ nè, lớp tông ghi lớp ngoài nó có dậm miếng nè. Thấy không? Anh em về tẩy nó ra. Mà xe rim họ không có cử kia cái vụ sơn ghi sơn lại nè anh em. Cái xe sáu bãi á, mới tẩy vụ kia chứ. Chưa có làm đồng hết anh em. Cái móc này là cái móc ghi nè, anh em thấy cái đội cái nón nè. Có chữ C nè, chữ C đúng đời nó nè anh em ơi. Vậy đó, có con ốc với cái lò xo 1.200.000 cái chống ngang này anh em cô chú. Nhưng mà xe này có lãi rồi bán cho nhanh cho anh em cô chú, bán ủng hộ anh em cô chú ủng hộ mấy này bán. Mấy ông cờ mấy anh cà khịa nói mình lùm chứ 1.200.000 rồi bảo đảm anh em đi liền luôn. Tại có người ta thu luôn á. Nhưng mà mấy anh em mấy ngày nay theo dõi hoài cũng hỏi hoài là không mà bán cho mấy anh em mà hỏi là 1.000.000 thôi. Chứ anh gì có số điện thoại 97 đuôi gì đó. Theo dõi hoài cũng tội nghiệp anh hỏi thăm hoài cái giống này. Nhưng mà chụp hình cho anh coi là bán 1.200.000 cái nó thiệt. Còn quay về anh em thấy 1.000.000 được mấy anh em chốt dùm mang ơn. Bán bớt cho anh em 200. Chụp hình là không bao giờ bán được, bán phải cao giá là mới chụp chứ giờ không có chụp bán theo giá video nữa. Quay về anh em thấy khai bao anh em không có làm đồng, nước sơn có tút là hai lớp, cái độ mòn ở dưới nè, chưa có mòn, chưa có hàng, chưa lủng. Anh em về mang chiếc giày vô
Quay về sướng gần chết rồi, cứ xong rồi cái chụp hình rồi chụp, anh em có mua đâu. Những cái món đồ tên riêng Thái này mà chụp hình gửi anh em là hầu như không ai mua hết. Mà những người ta mua là họ không có chụp, mà họ lại lời nữa. Mua cái bình xăng có full luôn có 2 triệu, giờ mua lại cái bình xăng 2 triệu rưỡi, không cần co bao tử. Bánh bán có 2 triệu rưỡi, giờ người ta mua cặp đùm 2 triệu rưỡi, người ta cho niềng công vỏ ruột. Rồi tiếp theo cái bộ bọc sên anh em cô chú. Bộ bọc sên này bán cho anh em cô chú 1 triệu 8 mà bây giờ giảm giá lấy anh em cô chú. Cái này mình chưa quay nha, chứ không phải đá lượt về giảm nha. Cái thường mình hay nói hoài bọc sên này phải 2 triệu, 1 triệu 8 á, nhưng mà nó hơi mờ mờ bán anh em 1 triệu rưỡi nè. Cái này á, là nó anh em mà làm trắng lại, trắng tươi là tôi đánh bát cà na trong vòng 3 phút trắng, nhưng mà anh em muốn làm vàng về mất phải mười mấy 20 năm nó mới vàng, thành ra để vàng về cho anh em chơi. Có số anh em thích vàng vậy nè, cho nó theo năm tháng. Anh em dùng bát cà na đánh là thấy cái này là mỡ bò nè ông chú, ông tha nha, chứ không phải mỡ ấy. Vệ sinh ra là nó sét ủ, anh em để mỡ bò dính vậy, hết thế mỡ bò không. Anh em coi cái mé dưới là quan trọng nhất, không có mục ha, không có mớp nha, phơm dán chuẩn. Với anh em 300 lấy anh em 1 triệu rưỡi cho bọc, hai cái bọc sơn này anh em một chút. Sơn zin. Chạy chỉ cũng chưa nhiều nữa anh em. Hơi rất là tuyệt. Anh em muốn trắng thì anh em đánh bát lên. Hết thương mấy tông mỡ bò không anh em một chút ơi. Dưới dần mỡ bò. Mấy anh em xài mấy cái lường xe ở trong, mấy anh em bắt chước mấy ông anh này đừng có mà sơn dở hơn mỡ bò. Mỡ bò anh em lấy chấm cái cọ mấy em, mấy anh phết vô xong anh em bắt cái thùng xăng vô. Chuột sẽ không cắn đường dây nữa. Chuột thấy mỡ bò nó ngán. Dữ thiệt anh ơi, không có một tí nào mớp méo hay là lủng nứt gì hết. Có mấy cái dấu bấm điện đây là bấm điện to là hàng zin theo xe anh em chú. 4 dấu. Đây nữa. Tem nó nè anh em. Có cái đèn led không thấy chữ nổi anh em ơi, lâu ngày quá nó mờ luôn cái chữ. Chữ Thái không. Nó chữ Thái anh em chú. Thì cái đèn nó gọi vô nó bóng nó hực ra chứ ở ngoài thì cũng còn thấy mờ mờ hết anh em. Nó mờ theo năm tháng đẹp lắm anh em cô chú, mà không có bị mớp méo, không có bị biến dạng, không có bị phân hủy chỗ nào hết. Rồi 1 triệu 500 ngàn cho cái nắp hộp sên. Xong tới cái cản anh em ơi, cái gác chân luôn cho rồi anh em, cái gác chân này 1 triệu anh em cô chú. Chưa có hơi vô đá. Có mực nhà máy còn gì nữa nè anh em. Cái đúng đời nó mà hai mé hông này có cái đá mài đây nè anh em. Nó mài đây hai mé mà bốn hai bên luôn, đúng đời kim thái như vậy á. Có một số anh em tưởng không biết, tưởng đâu là nó bị phạm bị cài đá đỏ gì nó mớp không ấy, mài đây gốc. Thường có chữ C hoặc là chữ S. Là ký hiệu của kim thái. Thùng này không biết ghiên hello lâu đời quá, nó nhăn cái tên anh em ơi. Chưa có hơi chỗ đó, ngày băng anh em, cái chéo chấm này vuông nè, có cái lỗ đây anh em coi chứ. Đúng đời đó. Rồi, cây này ngay băng luôn tiểu anh em. Cái cản anh em cô chú ơi, cản nè. Tháng này theo đừng chụp hình này bán mất, quá toàn người kêu chụp còn lại. Chỉ có cái xe quay lên chỉ còn sót có cái cản anh em. Tín hiệu quá tốt anh em ơi, là rõ ràng là chứng minh là đồ giá cả hợp lý anh em của chú. Chứ nếu mắc như anh em cào hiếm là không ai mua. Phải nói hoài nước mà tông quá là không có cá.
mà hàng bán mắc quá là không bao giờ có người mua hết. Chỉ có bán rẻ, bán giá hợp lý là lên là hết liền, không có đá lượt về hết anh em. Bán đúng giá thị trường, đúng hợp lý với so với cái đồng tiền, với cái giá đồ. Này là do anh em chụp hình bỏ lại chứ thâu bán luôn rồi nè. Cái này bán anh em cô chú nè, mất duyên bán anh em cô chú 700 ngàn. Thấy nè, thấy không, đâu có tay tủa gì đâu chụp. Nhớ tên nè, quay góc nào cũng quay hết cho anh em coi. Cái này là anh em chỉ bớt tiền cho anh em chuyển khoản nha. Chuyển khoản với anh em tả tiền ship lên, anh em bãi tầm thôi. Ngay dưới này có chút xíu ở đây, có gì đâu, chấm sơn bạc lại. Mấy cái đời chính, mấy cái đời xe 97, 98 rồi nó hay vậy anh em. Mấy cái đời trước nữa không bao giờ tóc xi. Cái đời sau này xi nó không bằng đời trước. Cái này là dính mỡ bò nha, chứ không có vàng mỡ bò nè. Tại người ta tha mỡ bò. Rồi anh em ơi, xong cái cản bãi tâm. Rồi anh em coi cái sườn. Cái sườn hết biết cái sườn không nè. Em coi mé tông nè. Không có một tí gì xét. Cái này là anh em biết cái gì không? Cái này là người ta nhúng nhớt, người ta nhét vô cái khe hai bên này nè. Anh em coi nè, ta ông cái ông chú này ông nhét cái đồ dẻ nhớt này nè, dày nè. Tôi tháo ra. Nhúng nhớt, kẹo luôn, mỡ bò quết vô đây nhét vô khe đó. Trời ơi, cái nhớt nè, mỡ bò. Hay cái chỗ đó là mỡ bò hơn nước sơn nè anh em, không có một tí xét luôn. Cái cà nông ở chỗ này chín bãi không có mớp nữa nha anh em. Có một số anh em nói tại cái đời đó nó mớp, không có. Tùy theo cái xe hay sao anh em, xe này không thấy dấu mớp. Cái sườn chỗ này mấy ông dồn mỡ bò vô, mấy ông đẩy cái nút cao su rồi khỏi coi anh em, bao anh em không có mục đâu. Cái lườn mỡ bò vậy đó. Coi kỹ không có thấy dấu mục lũng, ngay chỗ này có tét miếng keo gì nè, trắng trắng nè, không thấy dấu mục lũng ha. Quay cận cảnh về cho anh em coi thôi chứ. Gà từ chút thấy không. Trời, lớp nào nước sơn chống xét, lớp nào mỡ bò anh em thấy không, ướt tới chân luôn. Cái cốt mà mỡ bò tha vô tắn thiếu luôn, nó bò không anh em ơi. Bên đây anh em coi nó bóng không có dấu mà chạy chỉ ghế tè, không có tóc tày gì hết. Bộ giấy 15 triệu anh em, nó bao rút hồ sơ luôn. Nói cái sườn này không anh em, thấy hơn cả chục triệu người ta rồi. Kim thái mà nó đẹp cỡ dày mà anh em biết kiếm đâu ra nữa, giờ nó hiếm dần rồi. Ta có chứ không phải không, mà ta họ đâu có bán cho mình. Mua bằng tiền chưa chắc họ bán, nguyên cái xe riêng thái đẹp về phải mua rất nhiều tiền họ mới bán anh em ơi. Đồ nó cao lên thì chi phí nó đồ phụ tùng phải cao lên theo, chứ còn mua xe mà hỏi chứ 50-60 triệu mà anh em kêu bán giá như đồ quay A sao chịu nổi. 67 mà loại 2-3 trăm triệu xe người ta rã ra, anh em thấy cái dè 40-50 anh em la làng nữa. Cái ống sườn trong nó tắn nè anh em. Rồi xong cái sườn anh em, để vô cái để nó sợ nó ngã cái mớp thất bại anh em của chú ơi. Đây là bộ 3-4 ngón anh em, chờ lấy cái máy ra nữa anh em nào mua mình rút hồ sơ cho anh em cái nữa. Còn cái bẩn này 2 triệu mà bây giờ bán giảm giá cho anh em, lấy anh em 1 triệu rưỡi cho anh em ơi. Nó cũng hơi chút xíu chỗ này, nó găng nhẹ cho đây chút xíu nè, nhưng không ai. Tái táo ghim nè anh em, mà có bắt ốc lại nè. Bửng này, bửng đời này anh em coi kỹ nha. Cái đời này là nó 2005 anh em cô chú ơi, 2006 anh em nè, cái đát nè. Đát 2006 ghim của Thái mà đát 2006 nè, quay gần cho anh em coi. Nó 2005, 2006 anh em.
Hàng này hàng mới hay sao, còn ở dưới này đẹp hay nè, chưa nứt bể gì hết. Nó chuyên môn nó răng ngay chỗ ốc ba ga vẫn tái táo ghim nè anh em. Một triệu 500 ngàn anh em cô chú, bớt anh em cô chú 500. Hỏi thăm mấy giáo sư ở trong Đồng Tháp mà chuyên gia về giá đi đồ game thái chứ phụ tùng thì ông chia sẻ thật là nó cái bẩn tương đương, nếu mà không có nứt thì khoảng 2,5 triệu. Cái này có nứt tí xíu chỗ đó bớt anh em tiền. Mà tặng luôn cái lưỡi tâu nha anh em. Lưỡi tâu ghim. CD này ghim anh em thấy mới căng luôn với cái dấu bấm. Lưỡi tâu ghim. Tặng cái lưỡi tâu. Rồi. Kết thúc cái bẩn anh em cô chú ơi, kết thúc clip luôn. Cái màu nó vàng vàng y như là hàng theo xe anh em ơi, gắn lên không biết nổi nữa, đời 205 thôi anh em ơi, 206 nữa. Rồi, 1,5 triệu, ok. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã like cho mình. Video cũng quá dài nha anh em cô chú. Chào anh em, chào cô chú.